truy bắt nóng nghi phạm trộm tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Hà Nội nghiêm khắc xử lý thanh niên tự ý gắn keo vào dép của du khách rồi vòi tiền. Bắt phó cục trưởng cục thuế liên quan đến vụ án của cựu thứ trưởng Bộ Công Thương. Xót xa khung cảnh đau thương ở làng Nủ, nước thượng nguồn lại dồn dập đổ về. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trưa 14 tháng 9, một lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết vào lúc gần 7 giờ cùng ngày tại nhà bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1951, chú khối 7, phường Trường Thi, thành phố Vinh, là phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Trường Thi, chi hội trưởng phụ nữ khối 7, xảy ra vụ việc kẻ trộm lấy cắp số tiền 14 triệu đồng. Bà Minh cho biết đây là số tiền đóng góp của nhân dân các tổ trong khối ủng hộ cho bà con vùng lũ phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Nhận được thông tin, Công an phường Trường Thi huy động 100% cán bộ chiến sĩ tổ chức hành trích xuất camera sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng truy tìm hung thủ. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực khối 11, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ số tiền 13,4 triệu đồng, còn 600.000 đồng nghi phạm này khai nhận đã tiêu xài cá nhân. Bước đầu, danh tính đối tượng được xác định là NXBK, sinh năm 2010, chú xóm Tân Lập, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Hiện Công an Phường Trường Thi hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an thành phố Vinh, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và triệu tập người đàn ông đeo bám, tự ý gắn keo vào dép cho du khách nước ngoài ở khu vực phố Hàng Bè rồi đòi tiền. Trước đó ngày 10 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về việc một người đàn ông đánh giày khu vực phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có hành vi trèo kéo, đeo bám du khách nước ngoài người này đã cố ý lấy dép của du khách để dán keo, dù du khách đã ra dấu hiệu không đồng ý. Sau khi du khách nước ngoài kiên quyết lấy lại chiếc dép của mình, người này đã đòi 2 đô la Mỹ, tiền keo dán và có thái độ thiếu văn minh. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nhận được rất nhiều sự quan tâm. Phần lớn bày tỏ cần có biện pháp xử lý nghiêm, gian đe để tránh con sâu làm dầu nồi canh. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Hàng Bạc đã làm rõ người đánh giày là TVK, sinh năm 1991 ở tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan công an, ca thừa nhận hành vi đeo bám, treo kéo khách du lịch như trong clip đăng tải và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với TVK theo quy định. Mới đây, Cục An ninh điều tra A09 Bộ Công an đã thông báo kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan trong sự vụ này có 4 cán bộ ngành thuế của tỉnh Bình Phước cũng bị khởi tố hình sự gồm Nguyễn Duy Khánh, phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Phước, Trần Văn Định, trưởng phòng thanh tra kiểm tra 3, Phan Văn Sang, công chức phòng thanh tra kiểm tra 3 và Phạm Quang Vinh, phó trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế thuộc cục thuế tỉnh Bình Phước. Theo kết luận điều tra tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trên 149,59 ha đất rừng sản xuất thuộc quyền sở hữu của công ty cao su Lộc Ninh. Diện tích xây dựng này không được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng không được cấp phép xây dựng, không được ra quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, việc công ty Lộc Ninh 3 đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời vi phạm các quy định pháp luật. Trong đó, dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 thuộc trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà phải kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo. Tháng 4 năm 2021, công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 vẫn có giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gửi kèm hồ sơ đề nghị cục thuế tỉnh Bình Phước hoàn trả 145 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng từ việc đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời. Bị can Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước, đã ký ban hành thông báo chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh Ba sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, đồng thời lập đoàn kiểm tra do bị can Phan Văn Sang, cựu công chức Phòng Thanh tra Kiểm tra 3 làm trưởng đoàn. Tháng 7 năm 2021, bị can Phan Văn Sang ký báo cáo và phiếu đề xuất hoàn thuế, trình bị can Trần Văn Định, cựu trưởng phòng thanh tra kiểm tra 3 phê duyệt để chuyển đến phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế thực hiện thẩm định pháp chế, sau đó bị can Phạm Quang Vinh, cựu phó trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế ký văn bản xác định công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 có đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện để xét hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã hoàn trả 145 tỷ đồng cho công ty cổ phần Lộc Ninh 3. Số tiền này bị cơ quan điều tra xác định là thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, doanh nghiệp này đã nộp lại đủ số tiền trên, cũng như nộp hơn 27 tỷ đồng tiền chậm nộp. Mẹ già tựa quan tài gọi tên con gái, vợ gào khóc trong vô vọng đi tìm thi thể chồng là những câu chuyện đau thương trong vụ lũ quét cả thôn làng nủ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai những ngày qua. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã trải qua 3 ngày dầm mình tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực bùn lầy, địa hình hiểm trở, một bầu không khí ảm đạm, im lìm đang bao trùm khắp làng nủ. Làng nổ từng là nơi đẹp như tranh vẽ trước khi thảm họa ập đến. Cách đây ít ngày, sau tiếng nổ vang trời, lũ quét tràn về bàn nhỏ, chỉ sau vài phút, cơn lũ dữ biến nơi đây trở thành bình địa. Trong những ngày ngắn ngủi, mặc dù điều kiện địa hình khó khăn, đến ngày 12 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại đây đã tăng lên 650 thành viên. Kết quả của cuộc tìm kiếm, cứ chốc chốc lại có thêm một thi thể người dân được đưa lên khỏi lớp đất đá. Đến chiều 13 tháng 9, khu vực tìm kiếm đã được mở rộng đến 10 km xuống hạ lưu. 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, nước trên thượng nguồn đổ về khu vực thôn làng nủ do đêm 12 tháng 9 mưa lớn. Ngay khi nước có dấu hiệu đổ về mạnh, Ban Chỉ huy Cứu hộ đã phát hiệu lệnh cảnh báo toàn bộ chiến sĩ đang làm công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khẩn cấp di chuyển đến nơi có vị trí cao do kẻng đã đưa hết lên các chốt vọng phía trên nên lực lượng phía bên dưới phải dùng vỏ bình gas làm kẻng để gõ báo động người dân cả một vùng thương xót ai cũng đau lòng khi chứng kiến những xe tải chở quan tài tiến vào làng nủ để cứu trợ một tình nguyện viên chia sẻ người ta bị lũ lụt xin cứu trợ nhu yếu phẩm tiền bạc quê tôi phải đi xin từng chiếc áo quan từ khi công cuộc tìm kiếm bắt đầu có bao nhiêu cỗ áo quan dùng hết bấy nhiêu đau đớn vô cùng. Suốt những ngày tăng tóc dài răng rạc, phải mãi ngày 13 tháng 9, làng nủ mới đón những tin vui đầu tiên. Những người đầu tiên trong danh sách mất tích lần lượt trở về. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 36 người được xác định mất tích, 48 người thiệt mạng và 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Anh Vũ Văn Hiệp, 43 tuổi và vợ Nguyễn Thị Lan, 41 tuổi, là người Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản ở khu vực Hòn Cò, Vân Đồn từ năm 2009. Một ngày trước bão Zagi, họ neo bằng 60 chiếc cọc, đóng thêm 40 cọc và dùng dây thừng buộc vào lồng bè, neo lên núi vì biết đây là cơn bão rất mạnh. Từ 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, gió ngày một mạnh. Khoảng 11 giờ, tâm bão Zagi quét qua Vân Đồn với sức gió 149 km một giờ, giật cấp 13 đến 14, sóng cao 5 đến 7 m Mây đen như xả xuống mặt biển, nước tung lên mịt mù, giữa ban ngày mọi thứ bỗng tối đen như nửa đêm. Cố thủ trong bè, chị Lan chứng kiến những nhà xung quanh bị bão đập tan, những đợt sóng cao 5m đục ngầu úp xuống bẻ chiếc bè kiên cố làm đôi. Không thể trốn trong nhà bè được nữa, chị Lan nắm tay chồng đi dọc các cầu phao tìm nơi trú. Họ bước tới đâu, từng cầu phao vỡ tan đến đó. Trước lúc cầu phao cuối cùng bị sóng biển nuốt chửng, hai vợ chồng kịp nhảy lên chiếc thuyền đúc bằng xi măng không mái, chui xuống gầm, đóng nắp lại, lựa lúc gió hơi giảm giữa những đợt gào thét họ nhảy lên được nhà kho chứa ngư cụ. Cả hai ngồi im trong thùng, phó thác mọi thứ còn lại cho số phận. Họ cứ thế trôi lênh đênh giữa biển suốt 4 tiếng cùng những mảnh vụn của bè mảng. Họ cố thủ trong thùng cá suốt một đêm, không có đồ ăn, nước uống, bên ngoài vẫn mưa gió rất mạnh. Hơn 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9, họ được thiếu tá Ngô Cô Tam, trưởng công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, cùng bí thư xã chạy cano ra giải cứu. Anh Tam nói, giữa siêu bão Gia ghi vợ chồng anh Hiệp trốn vào thùng ướp cá, trôi giạt mười mấy cây số, chống chịu suốt hơn 20 tiếng, vẫn sống được, quả là cực kỳ may mắn. Một trường hợp may mắn khác là thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, hiện trú tại xã Đông Triều, Quảng Ninh, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển. Trước ngày bão số 3 ập vào, ông cùng 8 thuyền viên khác đã đưa VT-09 vào bờ neo đậu. Trên con tàu có trọng tải 1.000 tấn, các thành viên nín thở chờ cơn cuồng phong đang kéo về từ phía đại dương. Tàu của anh đã bất ngờ bị gió bão đánh đứt cáp neo, đẩy ra khơi xa. Vào thời điểm này, ngoài ông Tiến, những đợt sóng cao tới 5-6 mét đục ngầu cũng ụp xuống, khiến khu cabin lộn nhào, trao đảo dữ dội. Ba người đàn ông phải bấu chặt vào nhau. Mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm đi biển, nhưng ông Tiến cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Ông Tiến nói, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bão quá khủng khiếp nên không dây cáp neo nào chịu nổi. Đêm đó, nhóm thuyền viên đã nhiều lần phát hiện thuyền tìm kiếm cứu hộ tiếp cận các khu vực chung quanh nhưng bất lực vì không có cách nào liên lạc được. Phải tới tận gần sáng một thuyền trài vô tình phát hiện ra xà lan mắc kẹt nên đã gọi điện vào bờ nhờ ngư dân địa phương ra ứng cứu. Chỉ tới lúc này, những thuyền viên tàu VT-09 mới dám tin mình còn sống và có thể trở về. Tối 13 tháng 9, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, mới đây, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 300 người trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm người mất tích tại các điểm sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, xã Bản Cái. Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai người bị mất tích do lũ quét sạt lở đất tại thôn Nậm Tông. Danh tính hai nạn nhân được xác định là cháu Lý Thị P, sinh năm 2015 và cháu Lý Minh Ca sinh năm 2022. Theo đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn đã làm 20 người thiệt mạng, 14 người mất tích. Nhiều tuyến giao thông tỉnh, huyện, xã, thôn bị sụt sạt, đứt gãy, hiện còn 40 thôn bị cô lập. Hiện lực lượng chức năng đã tìm được 10 thi thể nạn nhân trong tổng 18 người mất tích tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, hai thi thể trong 5 người mất tích tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà. Huyện Bắc Hà đã huy động trên 2.000 người, 30 máy xúc đến các địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập 3 tổ cơ động hỗ trợ ứng phó khắc phục thiên tai tại các xã Nậm Lúc, Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 9, tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, khiến 5 người bị vùi lấp. Đến khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 9, tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tiếp tục xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng, đã vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà, khiến 13 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 13 người bị thương. Lào Cai là tỉnh thiệt hại nặng nề do sạt lở, lũ quét. Đến 12 giờ ngày 13 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 104 người thiệt mạng, 76 người mất tích. Trong đó Bảo Yên 58 người thiệt mạng, 53 người bị thương, Bắc Hà 15 người thiệt mạng, 19 người bị thương. Bát Sát 14 người thiệt mạng, Sapa 8 người thiệt mạng. Ngoài ra toàn tỉnh có 82 người bị thương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 10 tỉnh, thành phố. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cấp 1. Chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá cụ thể gồm Mộc Châu, Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La, Cao Phong, Đào Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố hòa bình thuộc tỉnh hòa bình bắc hà bảo thắng bảo yên bát sát mường khương thuộc tỉnh lào cai simacai văn bàn thành phố lào cai thị xã sapa thuộc tỉnh lào cai lục yên mù căng trải trạm tấu trấn yên văn chấn văn yên thuộc tỉnh yên bái bắc quang đồng văn quản bạ xín mần yên minh thuộc tỉnh hà giang hàm yên yên sơn thuộc tỉnh tuyên quang cẩm khê Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập thuộc tỉnh Phú Thọ, Đại Từ, Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên, Bá Thước, Lăng Chánh, Mường Lát, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An. Theo thông tin mới nhất, Phòng An ninh Chính trị, Nội bộ Công an thành phố Hà Nội, đã xác minh và mời anh NMD, sinh năm 2003, là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội đến làm việc liên quan đến số tiền 10.000 đồng ủng hộ ghi nội dung tập thể anh em giạp siếc trung ương ủng hộ. Liên quan đến số tiền 10.000 đồng ủng hộ ghi nội dung tập thể anh em giạp siếc trung ương ủng hộ, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã xác minh và mời anh NMD, sinh năm 2003, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội đến làm việc để làm rõ tại cơ quan công an, Đê tường trình từ năm 2022, D với một số bạn học có lập một nhóm chat trên Messenger với tên gọi dạp siếc trung ương nhằm mục đích học tập và không liên quan gì đến liên đoàn siếc Việt Nam. Khi có thông báo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, D đã tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung kèm theo tập thể anh em giáp siếc trung ương ủng hộ nhưng không thông báo trao đổi với các thành viên nhóm khi biết tin dư luận xã hội phản ứng tiêu cực về việc này, D đã chủ động gọi điện thoại đến Liên đoàn Siếc Việt Nam để xin lỗi. Cơ quan công an đã lập biên bản nhắc nhở, gian đe đối với sinh viên NMD, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cùng với đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại tài khoản ngân hàng Vietcombank từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát. Theo số liệu từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban Cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục ra soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ. Với tinh thần công khai minh bạch, Ban cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và sẽ tiếp tục công bố bản sao kê danh sách chuyển khoản qua các ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt của các đơn vị tổ chức cá nhân tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, ngôi nhà chung đại đoàn kết tại 46 Tràng Thi Hà Nội sẽ luôn đón tiếp các cá nhân tổ chức đến ủng hộ tất cả các ngày trong tuần và không có ngày nghỉ trân trọng ghi nhận tri ân những tấm lòng nhân ái những nghĩa cử cao đẹp động viên tiếp sức để đồng bào ta vượt qua cơn hoạn nạn ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến chia sẻ ban thường vụ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ban vận động cứu trợ trung ương sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích có hiệu quả phân bổ kịp thời công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ nhấn mạnh khi cơn bão qua đi sẽ cần rất nhiều nguồn lực ủng hộ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống chủ tịch đỗ văn chiến mong muốn trong thời gian tới các cơ quan doanh nghiệp tổ chức tập thể cá nhân ở trong nước và người việt nam ở nước ngoài người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại việt nam sẽ cùng tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách mỗi người cùng chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với đảng, nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Ngày 13 tháng 9, tức 5 ngày sau sự cố sập cầu Phong Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện tại, mực nước lũ trên sông Hồng đã rút được khoảng 2 mét. Tuy nhiên, mực nước trên sông vẫn cao, lưu tốc dòng nước lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bùi Văn Quang, đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, các sở giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế và các huyện Lâm Thao, Tam Nông triển khai phương án tìm kiếm người và trục vớt phương tiện vụ cầu Phong Châu bị sập. Đây là đợt triển khai tìm kiếm quy mô lớn đầu tiên với sự tham gia của hơn 30 cán bộ công an, bộ đội. Trước đó, do nước sông Hồng dâng cao chảy xiết nên lực lượng chức năng chưa thể thực hiện cứu hộ. Hiện nay mực nước trên sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu đã rút xuống mức dưới báo động 1 để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Từ chiều ngày 13 tháng 9, công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu. Lý trình đường thủy nội địa km 280 cộng 000 sông Hồng. Cùng với đó, các lực lượng quân đội và công an đang tiến hành giả soát, khảo sát lên phương án tối ưu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực xảy ra sự cố phạm vi tìm kiếm các nạn nhân được mở rộng trong phạm vi từ thượng lưu cầu Phong Châu đến cuối huyện Tam Nông kéo dài hàng chục km. Ngoài việc dùng các thiết bị dò tìm, quan sát kỹ giữa sông, quân đội còn lái thuyền đi vào sát mép sông đề phòng có nạn nhân bị trôi giạt. Cùng chiều 13 tháng 9, người nhái được đưa đến hiện trường định lặn xuống tìm các nạn nhân ở phía dưới nhịp cầu bị chìm. Tuy nhiên qua đánh giá thấy địa hình dòng chảy vẫn phức tạp nên tạm thời người nhái chưa triển khai công tác cứu hộ, chờ sóng lặng. Cảnh sát cũng thông báo người dân làm nghề trải lưới trên sông Hồng nếu phát hiện bất kỳ chi tiết nào nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền. Dự kiến ngày 14 tháng 9, các lực lượng tiếp tục làm việc tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Ngoài ra, cũng trong ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo truy tìm tung tích thi thể các nạn nhân và phương tiện gặp nạn trong sự cố sập cầu Phong Châu để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc. Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập vào ngày 9 tháng 9, trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm một xe tải đầu kéo, một xe tải và 3 xe ô tô con, 4 xe máy, gồm 3 xe máy xăng, một xe máy điện với tổng cộng trên 10 người. Suốt 5 ngày qua, lực lượng chức năng với hàng trăm người đã thay nhau sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp để trục vớt chiếc xe khách ra khỏi dòng suối cuội ngoại. Đây là chiếc xe khách trên đường đi từ huyện Bảo Lâm về thành phố Cao Bằng, khi đi đến xã Ca Thành thì bị đất đá trên núi sạt lở cuốn phăng xuống suối. Sau khi bị cuốn xuống suối, chiếc xe khách bị trôi giạt cách hiện trường ban đầu khoảng 1 km. Lúc tìm thấy chiếc xe khách, cơ quan chức năng đã tìm thấy hơn 20 hành khách tử vong quanh vị trí phát hiện xe khách. Chiếc xe khách đã bị vò nát, đất đá vùi lấp xe, khiến công việc cứu hộ, trục vớt xe khách ra khỏi dòng suối gặp khó khăn. Nhiều bộ phận của xe khách bị phá vỡ, văng tung tóe khắp nơi. Theo thống kê từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vụ sạt lở khổi ngoạ khiến hơn 30 người thiệt mạng và mất tích. Cơ quan chức năng đã tìm thấy 29 người tử vong. Ngoài ra, còn khoảng 7 nạn nhân đang mất tích. Song song với việc tìm kiếm nạn nhân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, công an tỉnh Cao Bằng và cán bộ chiến sĩ công an huyện Nguyên Bình đã tìm cách đưa chiếc xe khách ra khỏi suối. Chiếc xe đã bị đất đá vò nát, vùi lấp nhiều bộ phận khiến việc đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải dùng tời cáp để kéo các bộ phận của xe khách. Trước đó, cơ quan chức năng xác định điểm sạt lở tại sóng khuổi ngoại, xã Ca Thành, ngoài xe khách 29 chỗ của nhà xe Việt Trang, còn hai ô tô 5 chỗ và khoảng 10 xe máy bị cuốn trôi. Ngoài số thi thể đã tìm được, trong đó có nạn nhân được tìm thấy khi bị cuốn trôi đến tận xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, là địa bàn giáp danh xã Ca Thành, cách hiện trường khoảng 20 km. Do thi thể các nạn nhân bị cuốn trôi sang huyện Bảo Lạc, các chiến sĩ công an đã phải trực tiếp khiêng thi thể nạn nhân đi bộ hơn 20 km về huyện Nguyên Bình để bàn giao cho gia đình. Hiện tại, quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng do đất đá sạt lở và mưa lũ. Mới đây, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tiếp nhận xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, chị L sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Hà Đông, Hà Nội, có nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thông báo thẻ căn cước của con gái chị bị lỗi, chưa đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư. Đối tượng hướng dẫn chị L cài đặt phần mềm bộ công an giả mạo để chỉnh sửa. Sau khi cài đặt xong, chị L phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 500 triệu đồng. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân nguy hiểm hơn các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật thời gian gần đây lợi dụng việc cơ quan chức năng thông báo quy trình đổi cấp mới thẻ căn cước công dân các đối tượng lừa đảo tự xưng cán bộ công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật chỉnh sửa thông tin căn cước công dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn chính thống trên App Store đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone và CH Play đối với hệ điều hành Android. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn ngoài trên các trang web kho ứng dụng không chính thống từ các đường linh lạ. Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Tae Sung, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên AIP, tên viết tắt, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401800155, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15 tháng 11 năm 2016, ngành nghề kinh doanh là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Công ty này có trụ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty này đều là người Hàn Quốc. Từ tháng 2 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, Kim Tae Sung được chủ sở hữu công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành, mọi hoạt động và quản lý toàn bộ tài sản công ty. Do dính vào nợ nần, mất khả năng chi trả và cần tiền sinh hoạt Kim Tae Sung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Sự việc bại lộ, chủ sở hữu công ty đã có đơn tố cáo hành vi của Kim Tae Sung đến công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 10 tháng 9, chị HTL, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương, nhận được tin nhắn Zalo lô của một tài khoản lạ yêu cầu chị L chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng mình. Đối tượng nhắn tin đe dọa nếu báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của bố chồng nữa. Sau khi vào cuộc điều tra, đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987 ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương là đối tượng đã gây ra vụ việc trên. Nam là em họ của chồng chị L. Ban đầu chị L và gia đình không tin vì bố chồng chị đã mất nhiều năm và cũng không tin có loại tội phạm như vậy. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày khi chị L đến trình báo công an xã Quảng Lộc về vụ việc và cùng cán bộ đến Nghĩa Trang thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương để kiểm tra, thì phát hiện phần mộ của bố chồng đã bị đào bới. Thực hiện ý đồ tối ngày 9 tháng 9 năm 2024, Nam mang sảng dao đi xe máy đến Nghĩa Trang thôn Triều Công để đào mộ của ông H, lấy đi hộp sọ và một phần hài cốt của ông H. Sau đó, đối tượng đem phần hài cốt lấy được, cất giấu tại một bãi rác gần Nghĩa Trang rồi trở về nhà. Đến sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024, Nam sử dụng sim giác để kết bạn Zalo và nhắn tin cho chị L đe dọa tống tiền như trên. Tại cơ quan điều tra bước đầu, Lưu Thanh Nam khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm hài cốt ông LTH, bố chồng chị L, nhằm tống tiền gia đình chị L. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bàn giao phần hài cốt của ông H bị lấy cắp cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc mới đây thông tin từ công an phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết nữ nhân viên tiệm bánh trung thu tại thành phố buôn ma thuột đã thừa nhận đã dùng vật nhọn rạch sơn ô tô của người khác vụ việc được công an thành phố buôn ma thuột đắk lắc tiếp nhận và chuyển lại cho phía công an phường để xử phạt hành chính theo ông quy người tố cáo bị rạch sơn ô tô nữ nhân viên tiệm bánh trung thu đã xin lỗi ông hiện ông đang chờ kết quả xử lý cuối cùng của công an tôi không muốn nữ nhân viên khắc phục hậu quả không muốn làm lớn vụ việc Ông Quy nói, trước đó ông Quy đã gửi đơn cùng hình ảnh, clip đến công an phường Thắng Lợi phản ánh việc ô tô của ông bị rạch sơn. Theo đơn của ông Quy, sáng ngày 5 tháng 9, ông đỗ xe trên đường Lê Thánh Tông để vào một phòng khám đối diện có việc cá nhân. Đoạn đường ông đỗ xe không có biển báo cấm dừng cấm đỗ, tuy nhiên phía trên vỉa hè đường có nhiều tiệm bán bánh trung thu san sát nhau. Cũng theo đơn, khi đỗ xe, ông Quy có trao đổi với nữ nhân viên tiệm bánh trung thu trên vỉa hè. Tuy nhiên, nữ nhân viên này trả lời không chịu trách nhiệm nếu xe có hư hỏng gì. Khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 9, ông Quy quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị xước một vệt dài từ nắp capo đến cuối đuôi xe. Khi kiểm tra camera hành trình trên xe, ông Quy thấy hình ảnh nữ nhân viên tiệm bánh trung thu đã dùng một vật nghi là chìa khóa đã gây nên vết xước trên xe mình. Ngoài việc gửi đơn, ông Quy cũng gửi kèm clip hình ảnh trích xuất để được công an xử lý. Theo phản ánh của nhiều người dân, tại khu vực vỉa hè đường Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, cả chục quầy bán bánh trung thu sát nhau. Dù không có biển cấm, nhưng khi người dân đỗ xe ở khu vực trên, các nhân viên bán bánh thường buông lời lẽ khó chịu để xua đuổi, không cho đỗ xe khiến rất nhiều người dân bức xúc. Ngày 12 tháng 9, liên quan đến mái ấm Trúc Từ, 57-8 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, vừa bị đình chỉ. Nguồn tin cho biết Đội an ninh Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với ông Lý Liêm. Được biết ông này không đứng tên trên giấy phép của mái ấm Trúc Từ nhưng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của cơ sở. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh cũng đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Trúc Từ, tức mái ấm Trúc Từ người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn từ thiện Trúc Từ là bà Lê Thị Thu Hoa, pháp danh Thích Nữ Trúc Từ. Qua làm việc, ông Ly Liêm tường trình, mái ấm Trúc Từ đang nhận nuôi, chăm sóc 87 trẻ em từ sơ sinh đến 7 tuổi. Khi vụ việc ồn ào về mái ấm Hoa Hồng, đường Tô Ký, quận 12 được báo chí phản ánh, dư luận quan tâm, ông Ly Liêm nhận thấy mái ấm Trúc Từ đang nhận nuôi quá số lượng quy định của giấy phép hoạt động, nhiều khả năng sẽ bị chính quyền địa phương kiểm tra. Do đó, 9 giờ sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, ông Ly Liêm đã chỉ đạo các bảo mẫu đưa 65 trẻ từ 1 tháng đến 7 tuổi đến tránh mặt tại phòng khám Từ thiện Trúc Từ ở địa chỉ số 57 1 và nhà số 57 xet 14 cùng trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Khi đoàn kiểm tra đột xuất đến lúc 9 giờ 30 cùng ngày, chỉ có 22 trẻ tại mái ấm Trúc Từ. Đến 14 giờ, ông Liêm tiếp tục phân tán các trẻ em đến nhiều địa điểm khác để chăm sóc, trong đó có 24 trẻ được đưa về chùa Phật Bửu ở Củ Chi. Tiếp đó, lúc 14 giờ ngày 5 tháng 9, ông Ly Liêm tổ chức đưa số trẻ nói trên đến các địa điểm khác nhau để chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong 65 trẻ có 24 bé được đưa về chùa Phật Bửu tại Củ Chi. Ngày 6 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi cùng chính quyền quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra chùa Phật bổ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 24 trẻ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa tất cả số trẻ tại chùa Phật bổ và 22 trẻ tại mái ấm Trúc Từ vào trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân để đảm bảo điều kiện chăm sóc. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Công an quận, Ủy ban nhân dân phường 15 tiếp tục làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa và kiểm tra lần hai đối với mái ấm Trúc Từ. Cơ quan chức năng cũng làm rõ về 41 đứa trẻ mà mái ấm Trúc Từ di chuyển và gửi tại 3 địa điểm ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Lâm Đồng. Bà Hoa có khai mái ấm gửi 15 trẻ đến Chùa Hưng Phước ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tất cả các bé có thông tin cha mẹ cho, nhận trẻ. Trong đó, 6 trẻ có giấy khai sinh, 3 trường hợp là con ruột của bảo mẫu mái ấm Trúc Từ, 7 trẻ có giấy chứng sinh. Có 15 trẻ được gửi đến Tịnh thất Hồng Liên ở xã Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Trong đó, 12 trên 15 trường hợp có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ, bao gồm 4 trẻ có giấy khai sinh và 3 trường hợp là con ruột của bảo mẫu mái ấm Trúc Từ. Mái ấm Trúc Từ gửi 11 trẻ khác tại chùa Di Đà ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tất cả các bé có thông tin cha mẹ cho nhận. Trước những thông tin này, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân ba địa phương liên quan gồm huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc, thông tin các trẻ đang được trông giữ tại những cơ sở nêu trên. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cũng đề nghị các địa phương thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ khẩn cấp đối với các em liên quan theo quy định của pháp luật. Vụ việc có tính chất phức tạp, hiện ủy ban nhân dân quận bình thạnh đang phối hợp cùng công an và các đơn vị liên quan để tiếp tục làm rõ để xử lý phù hợp đúng quy định